Rồi, xin chào cô chú anh chị. Thì sau khi hồi sáng này em đăng clip lễ ở nhà không có làm gì gác quạt để chuẩn bị mùa nóng cho cô chú anh chị ha. Thì tới giờ nói chung là tầm ngày này nè, làm xong là đăng lên nè, là chốt khoảng đúng 10 cái. Đó, đúng 10 cái đã xong để sáng mai nếu mà bên vận chuyển mà nó làm việc trong ngày mai thì sáng mai mình giao 10 cái này luôn cho cô chú anh chị, đã đặt trong chiều hôm nay luôn đó. Thì chắc mai một tay chắc nó đã làm lại rồi, còn nếu mai không thì chắc là hai tay, trễ nhất là ngày mốt thôi đó. Thì nói chung là hàng thì đã hoàn chỉnh hết rồi, chỉ còn bỏ vô hộp rồi lên đơn thôi đó. Thì cảm ơn cô chú anh chị đã tin tưởng mà đã đặt hàng bên mình ha, còn rất là nhiều luôn cô chú anh chị. Bản thân mình sống ở Sài Gòn thôi, mình cũng biết là những ngày đây khoảng 10 ngày nay mình không dám ra đường vào buổi trưa luôn. Và thậm chí là để gáp những cái quạt này là chưa tầm từ 12 giờ tới 3 giờ chiều là phải chui vô phòng máy lạnh rồi ngồi gáp thôi, chứ cái chỗ này là cái hàng ba ở trên lầu trời. Nó rất là thoáng có gió mà nhưng mà hơi nóng không, rất là nóng luôn. Đó. Thì ở Sài Gòn mình nó đã nóng như vậy thì sắp tới ở miền Bắc nó còn nóng hơn nữa. Đó. Cho nên cố gắng tranh thủ giờ này cũng tăng ca để hoàn thiện, để cô chú anh chị đặt cái là mình có giao liền. Tại vì nói thật luôn là một ngày em chỉ ráp được 10 cái thôi, gán lắm là 10-15 cái là không đi đâu đó, ở nhà chuyên để ráp đó. Mà ví dụ vô mùa nóng bây giờ bình thường thì cả này thôi một ngày đã hơn 10 cái rồi, là không đi đâu được rồi. Nếu mà nóng mà nhiều hơn nữa thì cô chú anh chị đặt nhiều hơn nữa mà mình không đủ giao thì nó lại chậm đơn cho cô chú anh chị đó. Cho nên ban đêm này nó mát trời đó, ngồi ở đây nghe nhạc ngắm trăng đồ các thứ đó, rồi gáp quạt đồ hoàn chỉnh sẵn sàng, cô chú anh chị mà alo cái là rồi lên đường ha. Rồi cảm ơn cô chú anh chị nha, hàng mình đi rất là đẹp đó. Đóng gói rất là cẩn thận, chạy rất là êm luôn ha. Cô chú anh chị về cố gắng giúp em kiếm cái nguồn tối thiểu là 3A nha, 10, ví dụ 12V 3A để chi, để 12V 3A là nó được 36W, nó sẽ đủ cung cấp năng lượng cho cây quạt thì chạy nó mới êm cái lượt. Tại nhiều cô chú anh chị không có hiểu, cứ nghĩ 12 là được, về lấy cục nguồn 12V 1A là nó có 12W à, không đủ để cho cái quạt nó ăn làm sao nó chạy được đó. Rồi ok, cảm ơn cô chú anh chị ha.